Tôi thấy là tôi 66 tuổi rồi đó. Dạ cái chân đó đi. Dạ dạ cái chân đó đi. Dạ dạ chân. Dạ chân kia. Dạ chân bên kia. Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh Miền Tây Phố. Và hôm nay thì Thành Long sẽ giới thiệu đến quý vị một cái câu chuyện rất là thú vị xảy ra ở ấp Hòa Định, xã Tân Hòa, huyện Lai Vung của tỉnh Đồng Tháp. Chính là chú ếch thoát chết nhờ có 6 chân. Chú ếch này cũng khá độc đáo và đặc biệt. Thì để biết chi tiết chú ếch này như thế nào thì Long mời quý khán giả hãy theo dõi đoạn clip ngay sau đây nhé. Chú ếch thoát chết nhờ 6 chân. Thoạt nhìn, chú ếch này cũng như bao chú ếch khác. Tuy nhiên, nếu nhìn kỹ chúng ta sẽ thấy nó có 6 chân. Anh Trần Hoàng Anh, ngụ ấp Hòa Định, xã Tân Hòa, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp cho biết, sáng ngày 24 tháng 9 năm 2021, anh mua 2 ký ếch để chế biến thức ăn cho gia đình. Nhưng khi làm thịt thì phát hiện có một con ếch khác lạ. Nó có đến tận 6 chân, cân nặng gần 300 gram. Ba lạng hả? Chiếc chân thứ 5, thứ 6 của ếch mọc ra từ phần bụng và sát chân sau. Chiếc chân này cũng to lớn như bao chiếc chân khác của chú ếch. Có một điều là nó mọc nhanh hơn, đông cũng khá nhiều. Thôi thôi, tụi mới thấy luôn hả? Heo 5 chân, heo 5 móng thì thấy nhiều. Còn ếch 6 chân như thế này thì xưa nay chỉ có một. Cái chân này người ta không tin, là nói là con ếch đó là tôi lấy keo tôi dán lại. Nhưng mà tôi thả rồi người ta không tin, tôi mới đi bắt lại nữa, nó còn nằm y chỗ đó. Tôi đi bắt lại lần nữa rồi đưa mọi người coi, rồi xong tôi đi thả tiếp. Khi phát hiện ếch có 6 chân, chủ nhà đã quyết định phóng sinh. Tuy nhiên một điều khác thường, khi thả ra thì chú ếch không di chuyển hay chạy nhảy như các con ếch bình thường. Ngược lại, nó chỉ dậm chân tại chỗ. Nhiều người dân sống tại địa phương cho biết, đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy một con ếch lạ có đến 6 chân. À, tôi đi phóng sinh cho nó, trả về thiên nhiên cho nó sống, chứ ếch đó mình đâu ấy bắt tội lắm. Sau khi giới thiệu cùng chương trình, thì chủ nhân của chú ếch là anh Trần Hoàng Anh đã thả con ếch về môi trường tự nhiên. Hy vọng chú ếch sẽ tiếp tục sống và phát triển. Bây giờ mời quý vị cùng theo dõi tường tận hơn, rõ hơn về chú ếch đặc biệt có 6 chân này. Dở lên cầm lên thử mày. Sao mày nó nhảy mà lại thả xuống sông không nhảy gì hết trời. Chân rõ ràng luôn nè nha. Cái này là hai chân trước kìa nè nha. Hai chân trước. Đây là hồi nãy là anh Hoàng thả, anh Hoàng ở đâu anh Hoàng mua ha anh Hoàng? Mua rồi về mua thả. Mua nó rồi. Dạ. Là hồi nãy là anh ba lạng ha, ba lạng trước cho mà nhắm hai lên nè. Ừ. Nó nhỏ lớn chưa thấy luôn. Con có thấy nó tròn. Nó thấy đâu. Dạ. Tôi ra 66 tuổi mới thấy nó. Tôi thôi thôi tôi mới thấy luôn. Đấy là nó mạnh lắm. Nó có nó vẫn nhảy bình thường ha. Nhảy bình thường. Ừ. Nó vẫn nhảy. Cái chân bên đây hình như là nó có bị tật hả anh Hoàng? Cái gì? Bị tật đó không hả? Đây. Năm cái chân luôn. Heo đâm ông thấy nè. Dạ. Đó thấy nè. Gồng lấy cái thấy nè. Cái đùi luôn không ha? Ừ, cái đùi đó. Đùi sau đó. Dạ. Đùi sau mấy bên hông đó. Dạ. Mà nó cũng đâm ngón luôn nha. Năm ngón giò luôn á. Bóp nhẹ nhẹ nó bóp quá chết. Dạ, cầm nhẹ nhẹ ha. Dạ, nó mạnh lắm.
Hồi nãy là thả đi mà nó không đi luôn hết. Hai lần rồi đó, hai lần đó, sáng giờ tôi hai lần đó. Sáng giờ luôn á. Giờ tôi nói ông nói tôi nói dốc. Đi ra ông giật ông coi ông mấy cái mặt. Dạ. Mà nó vẫn sống mạnh khỏe luôn ha. Con ơi, chú đã bắt à. Chú ơi, bớt đi đi. Nắng kè sáng giờ tôi thả hai lần rồi đó. Đó, nằm chừng. Giờ thả lại nó vậy. Lấy con mút cái này quẹo quẹo ngón giò đó coi ta coi nó. Anh cầm đi. Lấy con mút này nè, quẹo ngón giò vậy nè. Anh ấy kìa, anh ấy. Mới thấy ra tôi 66 tuổi rồi đó. Dạ cái chân đó đi. Dạ dạ cái chân đó đi. Dạ dạ cái dạ chân bên kia. Dạ chân bên kia. Mới thấy hết 6 giò đó theo 5 giò chốc. Con này là đây là cái phải một cái giò nhỏ nữa không ta? Ừ, ừ cái giò. Giò nhỏ nữa luôn. Vậy là 6 giò luôn hả? Ừ, thành 6 giò đó. Nó cây cục chứ không hôm nay. Nói rồi 5 chân là cây nữa đó, 6 chân đó. Dạ. Đó nó liền ra đó thì em tái. Ừ. Dạ. Cái này là giống như một cái tật. Đây là mới thấy luôn hả chú? Dạ. Không thấy cái vụ mật ngắm nó đâu. Dạ. Đi Cà Mau sao căng bạc lên nhiều thứ. Có thì có thấy cái đùi này nè. Nè nó ra trên cái đùi này nó nè. Dạ. Là 600 này hả? Đi ra coi chẳng biết. Ông thấy con ếch năm chân đẹp. Ông đi. Rồi. Rồi. Nằm cái chân luôn. Heo đâm ống thấy nè. Dạ. Người đó thấy nè. Gồng lấy thấy nè. Cái đùi luôn không ha? Ừ, cái đùi đó. Dạ. Đùi sao mấy mình không đó. Dạ. Mà nó cũng đâm ngón luôn nha. Năm ngón giò luôn á. Bớt nhẹ nhẹ nó bớt quá chết. Dạ, cầm nhẹ nhẹ ha. Dạ, nó mạnh lắm. Hồi nãy là thả đi mà nó không đi luôn ha. Hai lần rồi đó. Hai lần đó, sáng giờ thả hai lần đó. Sáng giờ luôn á. Giờ tôi nói ổng nói tôi nói dốc. Đi ra ông giật ông coi ông mấy cái mặt. Dạ. Con mà nó vẫn sống mạnh khỏe luôn ha. Con ơi. Mới thấy ra tôi 66 tuổi rồi đó. Dạ cái chân đó đi. Dạ dạ cái chân đó đi. Dạ dạ cái dạ chân bên kia. Dạ chân bên kia. Nó dốc mới thấy hết 6 giò đó theo 5 giò dốc. Con này là đây là cái phải một cái giò nhỏ nữa không ta? Ừ cái giò. Giò nhỏ nữa luôn. Vậy là 6 giò luôn hả? Ừ thành 6 giò đó. Tương này nó ra. Ừ. Nó cây cục chứ không hôm nay.